Hội trường, em tên Thắng, đến từ Đắk Lắk. Hiện tại thì bên em kinh doanh xe máy, quy mô là 30 cửa hàng và khoảng 700 nhân sự. Vâng. Thì em có hai cái khó khăn muốn nhờ anh Tiến tư vấn giúp. Cái thứ nhất là chúng em cảm thấy hơi khó khăn trong việc là đào tạo, nâng cấp cái chất lượng của đội ngũ từ quản lý cấp cao, cấp trung cho đến lại là bên dưới. Cái việc thứ hai là bên em cũng muốn tiếp tục là mở rộng, nâng cái số lượng chuỗi cửa hàng lên nhiều hơn. Thì anh Tiến có cái kinh nghiệm gần đây nhiều thì cũng muốn anh Tiến chia sẻ thêm một chút trong cái việc là khi mà chúng ta có cái kế hoạch mở chuỗi thì cần phải chuẩn bị vào những khó khăn thường gặp. Dạ vâng. Kế hoạch đầu tiên là đi học ở Viện Quản trị Kinh doanh. Lý do, trả lời ngay lý do rất xác đáng. Chúng tôi có chị Nguyễn Bạch Điệp, chủ tịch công ty Retail. Chị đấy có 1.000 cái shop ở 63 tỉnh thành. Chị đấy có 1.300 nhà thuốc Long Châu ở 63 tỉnh thành. Tức là kinh nghiệm về xây dựng chuỗi là khỏi bàn rồi đúng không? Một người như thế mà trực tiếp xuống lớp chia sẻ thì bạn thấy thế nào? Hiếm có đúng không? Nói chung là các loại thầy bình thường gọi chị Điệp bằng cụ. Chị đấy có thể không phải tính academy không cao, nhưng mà riêng về trình bày là làm sao để xây dựng chuỗi cho hiệu quả, làm sao tiết kiệm được từng xu từng đồng trong cái hệ thống bán hàng thì chắc không ai bằng chị. Đã vậy. Tôi lại cũng muốn nói, tôi này, trong lý lịch thì có thể các bạn nghe nhanh quá. Tôi là tổng giám đốc của công ty phân phối lớn nhất Việt Nam. Tại 2008 doanh thu là 700 triệu, hoạt động trên 53 tỉnh thành với 500 đại lý. Và một người như thế mà trình bày về kỹ thuật xây dựng chuỗi thì nó thế nào? Cũng kinh đấy, nhờ. Vâng, và hơn nữa là tôi lại được đi học về xây dựng hệ thống phân phối ở một trong 10 trường tốt nhất thế giới. Điều này rất hiếm ở Việt Nam. Đấy, câu trả lời đấy. Còn kinh nghiệm, nói thế xong rồi thì cũng phải nói, quảng cáo xong cho trường rồi thì cũng phải nói là này, mọi người hỏi tôi rất nhiều và tôi cũng muốn nói này, em có thể rất thành công ở khu vực của em, nhưng em xuống miền Tây, em ra miền Bắc, em lên miền Trung là có thể thất bại. Và kinh nghiệm cay đắng ở FPT những câu chuyện như vậy. Em bây giờ có triển khai ở miền Tây không? Dạ chưa, chú em chỉ có 4 tỉnh quanh Tây Nguyên. Đấy, em rất giỏi ở 4 tỉnh Tây Nguyên. Em thử bước xuống các tỉnh ven biển mà xem, khả năng thất bại rất lớn. Thì khi đấy, khi chúng tôi triển khai 63 tỉnh thành, chúng tôi mới nhận ra một điều, văn hóa. Văn hóa của công ty mình nhưng mà lại không phù hợp với văn hóa bản địa. Nó giống như hai con mèo nhà tôi nó âu yếm nhau ấy. Và khi em muốn mở rộng, bởi vì là với 30 cửa hàng ở 4 tỉnh nhiều khi là enough rồi. Em đầu tiên phải tiến vào các tỉnh ven biển. Em phải tính về miền Tây. Em phải tiến ra miền Bắc. Và lúc này khả năng thất bại rất rất lớn. Đã vậy. Thì ở đây một buổi học này không ăn thua. Em cần phải có sư phụ. Bọn tôi gọi là các coach, những người để huấn luyện cho mình. Bởi vì tôi nói này, trong nghề làm quản trị thì có một cái thứ mà các anh chị rất cẩn thận. Đừng có nghĩ là ngày hôm nay quản lý 100 người thì ngày mai quản lý 1.000 người rồi quản lý 10.000 người. Người ta Marx có câu rất hay là lượng đổi chất đổi. Khi một doanh nghiệp đến quá một mức nào đấy thì em không quản lý được nữa. Lý do là phần lớn ấy, khi mà quy mô vừa phải thì mình mọi thứ đều trong lòng bàn tay. Các em hay nói câu đấy. Các lãnh đạo, tôi thuộc tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Nhưng đến khi một quy mô giống như bọn tôi hoạt động 34 quốc gia, chẳng có lòng bàn tay thằng nào hết. Đến Phật tổ có chụp Tôn Ngộ Không cũng chỉ là loanh quanh trong quả núi. 34 quốc gia không ai lòng bàn tay được hết. Lúc này em mới hiểu rằng phải đi học, phải có công nghệ, phải có hệ thống. Đấy. Thì lúc đấy nó sẽ dẫn đến chỗ là em sẽ phải liên tục có hệ thống gọi là sư phụ đệ tử. Em sẽ phải có 5 bạn em đào tạo thành 5 giám đốc vùng. Những bạn đấy chắc chắn phải giỏi bằng hoặc hơn em. Em phải tin là họ phải bảo giỏi bằng hơn em. Tiếp đến nữa, 5 ông đấy lại phải đào tạo cho anh mỗi ông 5 người nữa là các giám đốc, các chi nhánh ở các tỉnh, hoặc là phải là người bản địa để bắt đầu. Tiếp đến nữa là phải xây dựng được đội ngũ. Tiếp đến nữa là phải xây dựng hệ thống để quản trị. Em không hề nhìn thấy. Lúc này nói thật, em quản trị 30 rồi, em quản trị lên 300. Em không hề nhìn thấy cái cửa hàng đấy thế nào cả. Các con số, lúc này nó có một từ lúc nãy tôi cứ hay nói. Data driven business. Dùng dữ liệu để quản trị, chứ không phải sử dụng kinh nghiệm. Kinh nghiệm của em rất tốt.
cũng không phải dùng trực giác nữa, phải dùng dữ liệu. Dữ liệu này là dữ liệu từ đâu? Từ hệ thống quản trị. Như vậy là 30 là đến cái ngưỡng mà em cần phải có một cái hệ thống quản trị. Nhưng tôi lại cũng muốn nói này, cái hội mà làm tư vấn ấy, nó rất hay thuốc các doanh nghiệp cỡ như em. Và là lập tức các em sẽ phải bỏ ra hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng mua những hệ thống vô cùng cồng kềnh, tốn kém và về không hiệu quả. Và cái hội mà làm tư vấn ấy, nó là cụ của dân bán hàng. Nói hay lắm. Nói một hồi thế nào em mất tiền. Vâng. Thôi cảm ơn em. Chúng ta cần nên gặp nhau nhiều. Vâng. Dạ vâng. Mời câu hỏi tiếp theo. Lại đến